Avezac à, Giải bài tập full môn Soạn văn hay nhất Học livestream miễn phí Tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu Vào thư viện app Tải ngay Avezac Xin chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em à, giải một cái đề kiểm tra một tiết lần 1 uh, trong chương trình học kỳ 1 và đây là đề số 2 À, cái đề số 2 này của cô thì có cấu trúc gồm có 12 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận. Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ đi vào phần câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi trắc nghiệm trong đề này thì chiếm 4 điểm. Và chúng ta sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên. Câu số 1, oxit lưỡng tính là A. À, là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. Đây là khái niệm của cái gì ạ? Là khái niệm của oxit bazơ. Vậy thì đáp án A bị loại B là những oxit tác dụng với bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. C những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo ra muối và nước thì đây là khái niệm của cái gì ạ? Trên này là khái niệm của oxit bazơ này. Cái C này là khái niệm của oxit gì ạ? Oxit axit. Còn D là những oxit chỉ tác dụng được với muối thì cũng không hợp lý. Chúng ta có cái oxit lưỡng tính là những oxit mà vừa tác dụng với axit lại vừa tác dụng với à bazơ để tạo thành muối và nước. Vậy từ đó chúng ta sẽ lựa chọn được cái phương án B cho câu hỏi số 1. C, D và A đều bị loại bỏ à, từ cái việc chúng ta đã được học về phân loại của các oxit. Câu số 2. Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là À muốn tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ thì trước tiên nó phải là oxit bazơ đã. Sau đó thì oxit bazơ này phải là oxit bazơ có khả năng tan trong nước. Như vậy với cái đặc điểm mà cô vừa phân tích thì chúng ta sẽ chọn được đáp án cho câu hỏi số 2 này chính là A à, K2O. Vì sao ạ? Ở đây trong các đáp án A, B, C, D thì chúng ta thấy lại đáp án A và đáp án B là các oxit bazơ. Tuy nhiên thì à, CuO lại không tan trong nước. Vì vậy là sẽ bị loại từ cái việc là không tan trong nước. Còn đáp án C và đáp án D thì là uh, chúng ta thấy là C là oxit trung tính, nó không tác dụng với nước. D là SO2 là oxit axit, nó tan trong nước tuy nhiên nó không tạo ra dung dịch bazơ mà tạo ra dung dịch axit. Như vậy là đáp án đúng cho câu hỏi số 2 này phải là phương án A. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 3. 0,5 mol CuO tác dụng vừa đủ với A là 0,5 mol H2S4 B là 0,25 mol axit chlorhydric C là 0,5 mol axit chlorhydric Và đáp án D là 0,1 mol H2S4 Vậy thì trong câu hỏi này các em sẽ cần viết cho cô hai phương trình phản ứng Một là phản ứng giữa CuO với H2S4 Hai là phản ứng giữa CuO và HCl Ở đây cô sẽ có cái sự hướng dẫn cho các em như sau CuO nếu như các bạn cho phản ứng với axit sulfuric thì sau phản ứng sẽ thu được CuSO4 cộng với nước. Và với số mol CuO là 0,5 mol thì dẫn tới số mol của số 4 cũng bằng 0,5 mol. Được chưa? Vậy là 0,5 mol CuO tác dụng vừa đủ với 0,5 mol H2SO4 có nghĩa là chúng ta thấy đáp án A là đáp án hợp lý đúng không ạ? Tiếp tục, À với CuO nếu như các em cho phản ứng với axit hydrochloric thì chúng ta sẽ thu được CuCl2 cộng với nước và cân bằng hai vào axit hydrochloric. Như vậy đây là 0,5 thì dẫn tới số mol của axit hydrochloric sẽ bằng 1 mol. Như vậy là số mol của HCl sẽ bằng 1 mol chứ không phải là 0,25 hoặc là 0,5. Từ đó chúng ta sẽ khẳng định được đáp án cho câu hỏi số 3 này chính là đáp án A. Tiếp tục chuyển sang câu hỏi số 4. Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH là À. Uh, NaOH là dung dịch bazơ. Được chưa ạ? Vậy thì muốn cái oxit muốn tác dụng với bazơ thì nó phải là oxit axit. Từ đó chúng ta sẽ làm bằng cách loại trừ. Ở đáp án A thì cô thấy có CuO và Fe2O3 là oxit bazơ. Vậy cô loại được đáp án A chuyển sang đáp án B cô lại thấy có cái gì ạ ACO CuO là oxit bazơ không phản ứng với dung dịch natri hiđroxit CO là oxit trung tính cũng không tác dụng được chưa? như vậy chúng ta sẽ loại được đáp án B ở đáp án C ạ đáp án C chúng ta thấy được đó là gì ạ ACO2 SO2 P2O5 hay SO3 tất cả các oxit này đều là oxit axit thì các oxit axit là các oxit có khả năng tác dụng với dung dịch bazơ để tạo ra muối. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng cho câu hỏi số 4 này là đáp án C. Còn trong đáp án D thì có MgO, CuO và Ag2O là các oxit bazơ. Vậy chúng ta cũng sẽ loại được đáp án loại được đáp án D ở trong câu hỏi này. Được chưa? Chuyển sang câu hỏi số 5. Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ạ? À, Khí mà nguyên uh, khí mà là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính của chúng ta chính là khí carbonic đúng không ạ? Là khí carbonic. Vì vậy sẽ rất là nhanh chóng để chọn được cái phương án đúng cho câu hỏi số 5 này chính là phương án A. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang câu hỏi số 6. Khí có tỷ khối đối với hydro bằng 32 là Ở đây thì người ta đang cho em tỷ khối hơi của cái khí X nào đó à, so với lại oxy so, à, so với hydro bằng 32. Từ biểu thức này chúng ta sẽ suy ra được m của x sẽ bằng 32 nhân với phân tử khối của hiro là bằng 2. Như vậy sẽ bằng 64. Và trong các đáp án thì cô thấy là à N2O N2O thì có phân tử khối bằng 44. Kỳ thứ hai SO2 thì có phân tử khối bằng 64. SO3 có phân tử khối bằng 80 và khí CO2 thì có phân tử khối bằng 44. Vậy rõ ràng là để ra được cái khí có phân tử khối bằng 64 chúng ta sẽ phải chọn là SO2. Từ đó lựa chọn được đáp án đúng cho câu hỏi số 6 này chính là đáp án B. Câu hỏi số 7. Oxit khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit sulfuric là có nghĩa là oxit tương ứng với cái axit sulfuric sẽ là oxit nào? Thì đó chính là SO3. Vì SO3 này, câu số 7 này Thế cô có đó là gì ạ? À SO3 khi mà kem cho tác dụng với nước ấy Thì chúng ta sẽ thu được H2SO4 Là axit sulfuric Còn CO2 khi tác dụng với nước sẽ tạo ra H2CO3 SO2 thì tạo ra H2SO3 K2O khi tác dụng với nước thì tạo ra KOH Đấy chứ ạ Câu số 8 Cho 7,2 gram một oxit sắt Tác dụng hoàn toàn với khí hiro thì cho 5,6 gam sắt. Vậy thì công thức của oxit sắt là câu số 8. Với câu số 8 thì đây là một câu tính toán đơn thuần đúng không ạ? Cô có cái oxit sắt này nó sẽ chúng ta sẽ thu được là khối lượng của oxit sắt vậy sẽ bằng khối lượng của sắt cộng khối lượng của oxy. Vậy ở đây m của sắt này cộng với m của oxy sẽ bằng 7,2. Được chưa ạ? mà trong đó khối lượng của sắt thì lại bằng 5,6 từ hai cái phương trình này, từ hai cái biểu thức này, thì cô tính ra được m của oxy sẽ bằng 7,2 trừ đi 5,6 đúng không ạ? Cô có 7,2 trừ đi 5,6 như vậy nó bằng 1,6 gam. Từ đây thì chúng ta có được đó là số mol của sắt thì bằng 5,6 chia cho 56 như vậy bằng 0,1 mol. Và số mol của oxy thì bằng 1,6 chia cho 16, có nghĩa là cũng bằng 0,1 mol. Vậy là số mol sắt bằng số mol oxy thì cô sẽ có được cái công thức của oxit đấy chính là FeO. Được chưa? Từ đó chọn được đáp án đúng cho câu hỏi số 8 này chính là đáp án đáp án A. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 9. Giấy quỷ tím chuyển sang màu đỏ khi nhúng vào dung dịch được tạo thành từ. Đáp án A. 0,5 mol H2S4 và 1,5 mol NaOH. Đáp án B là 1 mol HCl và 1 mol KOH. Đáp án C là 1,5 mol CaOH 2 lần và 1,5 mol axit chlorhydric. Và đáp án D là 1 mol hs à, H2S4 và 1,7 mol NaOH. Vậy thì cái câu này chúng ta sẽ phải xác định từng đáp án xem là à, ở các cái đáp án này thì dung dịch tạo thành sao phản ứng nó là dung dịch a có bản chất là axit, bazơ hay là trung tính. Muốn làm cho quỳ tím chuyển sang màu đỏ thì dung dịch đó phải có bản chất là axit. Vậy trong câu số 9 này, cô sẽ có trong đáp án A h 2 số 4 nó tác dụng với cái gì ạ? À, nó tác dụng với NaOH sẽ tạo thành Na2SO4 cộng với nước và cần cân bằng 2 vào trong NaOH. Trong đó số mol so 4 bằng 0,5 và số mol NaOH bằng 1,5 như vậy sẽ phải tính theo H2SO4 là 0,5 ở đây thì số mol NaOH phản ứng là 1 mol. Vậy sau phản ứng nó còn dư một cái lượng bằng 0,5 mol. Có nghĩa là môi trường này sẽ là môi trường kiềm hay là môi trường bazơ đấy ạ. Thì nó sẽ làm cho quỳ tím Tùy tím chuyển sang máu xanh Được chưa? Còn ở trong đáp án B Đáp án B thì sao? HCl Cộng với KOH Sẽ tạo ra KCl Và cộng với nước Hai thằng này phản ứng với nhau theo tỷ lệ 1-1 Vậy một mol này thì nó sẽ phản ứng vừa đủ với một mol cao H đúng không ạ? Từ đó xác định được đó là môi trường ở đây sẽ là môi trường trung tính môi trường trung tính và môi trường trung tính thì nó quỳ tím nó vẫn giữ nguyên là màu màu tím ở phần c ở phần c caoh hai lần phản ứng với hcl thì caoh hai lần sẽ tác dụng với axit chlorhyric để tạo ra canxi clorua cộng với nước chúng ta cần cân bằng hai vào axit chlorhyric trong phản ứng này cô lại thấy là số mol của hai thằng này nó đang bằng nhau mà HCl ở đây phản ứng theo tỷ lệ là 21. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ phải tính theo cái số mol nào số mol của HCl. Vậy đây là 1,5 thì dẫn tới số mol h hai lần phản ứng bằng 0,75. Được chưa ạ? số mol CaOH 2 lần phản ứng bằng 0,75. Vậy thì chúng ta vẫn thấy là còn dư một cái lượng CaOH 2 lần bằng 0,75. CaOH 2 lần là môi trường kiềm đúng không ạ? Thì nó sẽ làm cho quỳ tím chuyển sang màu xanh. Quỳ tím sẽ chuyển sang màu xanh. Cuối cùng là đáp án D. Trong đáp án D chúng ta lại thấy là H2SO4 phản ứng với NaOH thì sẽ thu được natri sunfat Na2SO4 cộng với nước và cân bằng 2 và NaOH 2 vào nước ở trên này cũng cần cân bằng 2 vào trong nước và phía trên này cũng vậy, được chưa ạ? Thì khi đó cô thấy số mol H2SO4 bằng 0 bằng 1 và số mol NaOH bằng 1,7 vậy rõ ràng chỗ này sẽ phải tính theo 1,7 đúng không? 1,7 thì số mol H2SO4 sẽ bằng 1,7 chia cho 2. Được chưa? 1,7 chia cho 2 nghĩa là bằng 0,85. Vậy nó sẽ còn dư một lượng bằng 0,15 mol H2S4. H2S4 của chúng ta là axit vậy nó sẽ có môi trường là môi trường axit. Môi trường axit thì sẽ làm cho quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Được chưa? Làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Vậy thì đáp án cần chọn cho câu hỏi số 9 này, đó chính là đáp án D. Cái dung dịch tạo thành À, khi cho một mol H2S4 với lại 1,7 mol NaOH thì nó sẽ là cho quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Chuyển sang câu hỏi số 10. Cho phản ứng là 3, à, BaCO3 cộng với 2X tạo ra nước cộng Y cộng với CO2. Có nghĩa là gì ạ? À nhớ tuân thủ cả việc các cái hệ số đề bài đã cho. X và Y lần lượt là. Ở đây cô thấy như sau này. Sau phản ứng tạo thành À, nước và CO2 CO2 thì do là ở đây muối carbonate, đúng không? Thế thì ở đây có nước và CO2 Nước và CO2 thực tế đó chính là axit H2CO3 Nhưng nó không bền, nó phân ly tạo ra nước và CO2 Như vậy thằng X thì phải là một axit Tất cả các đáp án của ta X đều là axit Giờ chúng ta sẽ phải xét đến số lượng nguyên tử hero Sau phản ứng cô thấy cái tạo thành hai nguyên tử hero Vậy trước phản ứng cũng sẽ có hai hero thôi hai và chia cho hệ số 2 đằng trước thì được là phân tử x sẽ chỉ chứa một nguyên tử hero với việc uh, phân tử x chứa một nguyên tử hero thì chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án đáp án b và sau khi có được cái phương án b rồi chúng ta sẽ viết lại phương trình để kiểm tra trong câu hỏi số 10 này phản ứng của chúng ta là bari cộng với hcl thì sẽ tạo ra bari cộng với nước và cộng với CO2. Như vậy là phải cân bằng 2 vào HCl, đúng là hệ số 2x là 2HCl. Và y của chúng ta là bari clorua, được chưa Vậy từ đây cô khẳng định được đáp án cho câu hỏi số 10 chính là đáp án B. Thế thực chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 11. Cho 21g magie cacbonat tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M. Thể tích dung dịch axit cloric đã dùng là Chúng ta có các đáp án A, B, C, D tương ứng như vậy Vậy thì trong câu hỏi này chúng ta sẽ phải viết phương trình ra và tính toán theo số mol của magie carbonate đúng không ạ? Vậy câu số 11 cô sẽ có cái sự hướng dẫn các bạn như sau này Trước tiên các em tính cho cô số mol của magie carbonate Ở đây số mol của magie carbonate sẽ bằng 21 chia cho Magie là 24, gốc carbonate là 60 Vậy 60 cộng 24 thì bằng 84 Vậy cô tính ra được 21 chia 84 bằng 0,25 mol. 0,25 mol. Sau đó cô viết phương trình. Magie carbonate này cộng với axit hydrochloric sẽ tạo ra magie clorua cộng với CO2 và cộng với nước. Vậy chúng ta cần cân bằng 2 vào axit hydrochloric. Số mol của magie là 0,25. Vậy dẫn tới số mol của axit Chloric sẽ phải bằng 0,5. 0,5 mà thì từ đây chúng ta sẽ tính ra được cái thể tích của HCl đúng không? Sẽ bằng số mol là 0,5 chia cho CnM bằng 2 như vậy bằng 0,25 lít. Với giá trị bằng 0,25 lít thì chúng ta sẽ chọn được cái phương án đúng cho câu số 11 này chính là phương án B. Chuyển sang câu hỏi số 12. Dãy các oxit tác dụng được với dung dịch axit sulfuric loãng là. Axit sulfuric loãng thì oxit muốn tác dụng với axit sulfuric loãng thì nó phải là gì ạ? À nó là oxit uh, bazơ hoặc là oxit lưỡng tính đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta sẽ làm bằng cách loại trừ. Đáp án A cô loại bỏ vì có gì ạ? SO2 SO2 chúng ta là oxit axit nó không phản ứng với H2 bột loãng. Đáp án B. Đáp án B cô cũng sẽ loại được vì có P2O5. Được chưa? Đáp án C thì tất cả các oxit của chúng ta đều là các oxit bazơ thì đều phản ứng được với dung dịch axit sulfuric loãng. Đáp án D loại vì có SO2 và P2O5. Như vậy từ đây chúng ta chọn được phương án đúng cho cô số 12 chính là phương án C. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung thứ hai trong đề kiểm tra của chúng ta ngày hôm nay, đó là nội dung phần tự luận. Phần tự luận này chiếm 6 điểm và với 3 câu hỏi, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi tự luận đầu tiên là câu hỏi số 1. Hoàn thành chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có. À, mỗi mũi tên là một phương trình hóa học. Thế đây cô tạm thời đánh số các cái phương trình tương ứng. Đó là 1 2 3. Và đây là phương trình số 4 Được chưa? Và chúng ta có uh, Cái Có thể tham khảo cái gợi ý của cô như sau Trong phương trình đầu tiên Trong phương trình đầu tiên Từ lưu hình để tạo ra S2 Thì cô cho lưu hình đốt cháy Có nghĩa là phản ứng với oxy Cần có nhiệt độ thì sẽ tạo ra khí Lưu hình dioxit Được chưa? Phản ứng số 2 từ SO2 tạo ra SO3 thì cô cho SO2 tác dụng với oxy. Ở đây có xúc tác và nhiệt độ và phản ứng này là phản ứng thuận nghịch phản ứng hai chiều sẽ thu được khí SO3. Chúng ta cần cân bằng 2 vào SO3, 2 vào SO2. Như vậy khi đó cô đó cô có là 2 x 3 là 6 oxy, 2 x 2 là 4 cộng 2 là 6 và số oxy bên trái bên phải bằng nhau Tương tự như thế thì số lưu hình cũng sẽ bằng nhau Phương trình số 3 S3 tạo ra H2S4 Thì đây là cái phương trình để chứng minh là h 2 4 là axit tương ứng của so 3 đúng không ạ? Thì cô có thể dùng phản ứng đó là cho S3 tác dụng với nước Thì sẽ thu được axit sulfuric H2S4 Tiếp tục với phương trình số 4 H2S4 tạo ra CUS4 Đừng bạn nào viết là h 4 cộng với đồng nhá Đồng là kim loại hoạt động kém, nó không tác dụng với axit sulfic loãng Được chưa? Mà đây các em sẽ uh, có thể tham khảo bằng phương trình là CuO cộng với H2S4 Tạo ra CuS4 cộng với nước Cộng với nước Ngoài ra thì các em cũng có thể cho H2S4 tác dụng với muối uh, Clorua của đồng chẳng hạn được chưa à, đây là một trong những gợi ý cho cái câu hỏi số 1 của phần tự luận của chúng ta. Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu hỏi số 2 của phần tự luận. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt 4 chất rắn sau. Na, Na2O, P2O5 và FeO. Viết phương trình xảy ra. À, trong cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ thấy đó là gì ạ? Ở đây chúng ta thấy được natri là kim loại, Na2O là oxit bazơ, P hai o năm là oxit axit, FeO là oxit bazơ. Như vậy có hai oxit bazơ. Tuy nhiên hai oxy này có cái đặc điểm khác nhau. Đó là Na 2 O thì tan trong nước tạo dung dịch kiềm, FeO thì không tan trong nước. P 2 O 5 tác dụng với nước tạo ra axit. Natri cũng tác dụng được với nước và khi tác dụng với nước nó cũng tạo ra dung dịch kiềm. Được chưa? À, tuy nhiên thì natri và natri oxit thì nó khác nhau ở đặc điểm đó là Natri tác dụng với nước ấy, thì tạo thành chất khí, còn natri oxit thì nó tan trong nước nhưng không tạo thành chất khí để chưa? Vậy thì cô có thể đưa ra một cái gợi ý cho các em à, để à, nhận biết ở trong cái câu hỏi số 2 như sau. Đó là gì ạ? À, cô cho các cái chất rắn này vào trong nước thì khi đó natri tạo uh, natri sẽ có hiện tượng đó là tan và tạo ra khí. Na2O thì tan và không tạo khí P2O5 thì tan và cũng không tạo khí FeO không tan Như vậy thông qua thí nghiệm đó cô đã phân biệt được FeO và Natri vì có hai hiện tượng khác nhau Na2O và P2O5 thì cô sẽ dựa vào cái dung dịch vừa tạo thành ấy Cô nhúng quỷ tím vào đây và hai dung dịch tạo thành Thì dung dịch NaOH tạo thành nó sẽ làm cho quỷ tím chuyển sang màu xanh P2O5 thì khi ta nước tạo ra dung dịch H3PO4 làm quỷ tím chuyển sang màu đỏ Như vậy là chúng ta vừa nhận biết ra cả bốn chất rắn này đúng không ạ? Rồi, bây giờ cô sẽ trình bày câu hỏi số 2 cho các em như sau Câu số 2 Chúng ta có bốn chất là natri Natri oxit Diphosphor pentaoxid Và FeO Chất đầu tiên cô dùng ở đây đó là nước Được chưa? Nước Nước cho vào đây thì là À, chất rắn tan Chất rắn tan Và tạo khí Tạo khí Được chưa? Na2O thì chỉ có hiện tượng là chất rắn tan mà thôi Không tạo khí B2O5 cũng vậy, nó là chất rắn tan Còn FeO thì không tan FeO không tan, được chưa? Đó là cái vấn đề đầu tiên Sau đó bây giờ cô đã phân biệt được hai chất Nhận biết được hai chất là Natri và FeO rồi Bây giờ cô nhúng quỷ tím vào dung dịch tạo thành Quỳ tím vào dung dịch tạo thành Vào dung dịch tạo thành Thì Na2O tan tạo ra NaOH Nó tạo ra NaOH NaOH này làm cho quỳ tím chuyển sang máu xanh P2O5 tan tạo ra H3PO4 H3PO4 làm quỳ tím chuyển sang máu đỏ được chưa? Như vậy là cô đã phân biệt được cả bốn chất rắn này rồi đúng không ạ? Và từ đây thì thấy được có các cái phương trình diễn ra như sau. Natri cộng với nước tạo ra natri hydroxit cộng với H2 và chúng ta cần cân bằng 2 và NaOH, 2 vào nước và 2 vào natri. Natri này tác dụng với nước thì tạo ra NaOH mà thôi. P2O5 khi cho tác dụng với nước thì nó lại tạo thành H3PO4. Vậy chúng ta phải làm chắn bằng việc cho 2 vào H3PO4 và 3 vào nước. Đó là một cái uh, sự gợi ý cho câu hỏi số 2 của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tự luận cuối cùng. Câu hỏi số 3 Hòa tan 21,6 gam hỗn hợp A gồm magie và đồng vào 200ml dung dịch HCl vừa đủ Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn A viết phương trình hóa học xảy ra B là tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu Và C là tính x Vậy thì trong câu hỏi này thì các em sẽ thấy à, Cái hỗn hợp uh, A của chúng ta gồm hai kim loại là magie và đồng được cho vào HCl thì lưu ý cho cô, trong hai kim loại này chỉ có magie tác dụng với HCl thôi, đồng không phản ứng. Vậy chúng ta sẽ thấy được cái khí này tạo ra là do magie. Vậy từ số mol khí này à chúng ta sẽ tính được số mol của magie đúng không ạ? Vậy việc đầu tiên trong câu số 3 các em cần làm đó là tính cho cô số mol của hiro. Số mol hiro ở đây sẽ bằng 2,24 chia cho 22,4, như vậy bằng 0,1 mol. Không phải 1 mon À A này Khi cho vào Dung dịch HCl Thì chỉ có ma phản ứng Chỉ có ma phản ứng mà thôi Khi đó các em viết phương trình Đó là ma cộng với HCl sẽ tạo ra magie clorua cộng với hiro và chúng ta cân bằng hai vào HCl với số mol hiro thu được bằng 0,1 mol thì cô sẽ có được số mol của HCl ở đây sẽ bằng 0,2 mol và số mol của magie bằng 0,1 mol vậy là cô sẽ có số mol của magie này nó bằng 0,1. Từ đây tính được khối lượng của magie sẽ bằng 0,1 nhân với 24. Như vậy bằng 2,4 gam. 2,4 gam. Và cô có khối lượng của hỗn hợp kim loại, vậy là tính được khối lượng của đồng sẽ bằng 21,6 trừ đi 2,4. 21,6 trừ đi 2,4 Như vậy là ra bằng 19,2 gram 19,2 gram Và cô có được khối lượng của mỗi kim loại chống hợp ban đầu Trong đó ma có khối lượng bằng 2,4 gram Và đồng có khối lượng bằng 19,2 gram Đó là phần B này Phần A viết phương trình ở phía trên rồi Phần C Tính x X là nồng độ mol của HCl Vậy thì theo phương trình thì cô có được như sau Theo phương trình Cô có số mol của HCl ấy, nó bằng 2 lần số mol của hiro. Như vậy sẽ bằng 0,2 mol. Thế mà thể tích của nó bằng 200 ml. Vậy suy ra được x sẽ bằng 0,2 chia cho 0,2 và bằng 1 nm. Bằng 1 m Và như vậy thì cô vừa hướng dẫn các em làm xong cái bài tập số 3 trong phần tự luận. Và câu hỏi số 3 này cũng là câu hỏi kết thúc cho đề thi kiểm tra à, đề kiểm tra một tiết à, lần 1 đề số 2 của cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các cái video hướng dẫn bài giảng à, bài giảng cho các bài kiểm tra tiếp theo của cô. Khóa học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách